Nam Cơ Vinh Quang mình giao chiếc 8020 rất là VIP cho anh Trung, anh Trung ở Gia Ly của Sa Thầy anh em ha. Này rất là ok rồi anh em nha. Này khá là đẹp ha. Này nó chạy cầu trước rất là lớn nha, 8 chân này. Này được giao kèm với dàn chảo ha. Rồi, máy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em nha. Em nào có nhu cầu về những máy này thì xin lòng liên hệ với bên mình ha. Ok, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Isuki 8020 nha.